Xin chào tất cả các bậc cha mẹ. Càng ngày thì các nhà giáo dục, các bậc phụ huynh càng nhắc nhiều đến cụm từ trí thông minh cảm xúc, vì chúng ta hiểu rằng đó chính là nguồn gốc, nền móng để một em bé có thể thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. Trí thông minh cảm xúc là gì mà lại quan trọng như vậy? Có thể kể tới 4 yếu tố như sau. Thứ nhất là giúp cho một đứa trẻ biết cách quản lý cảm xúc, vượt qua được những cảm xúc như là tức giận, sợ hãi, lo lắng, thất vọng một cách dễ dàng. Thứ hai, giúp trẻ biết cách ra quyết định trong những tình huống khó khăn thì quyết định nào sẽ là lựa chọn phù hợp nhất đối với em bé hoặc là cuộc đời của em bé sau này. Thứ ba là giúp cho đứa trẻ biết kết nối, giao tiếp với người khác. Và thứ tư là giúp cho đứa trẻ biết lớn lên với lòng biết ơn và sự đồng cảm với cảm xúc của chính bản thân mình và với người khác. Bốn yếu tố như vậy chứng tỏ rằng trí thông minh cảm xúc thực sự rất quan trọng đối với cuộc đời của mỗi con người. Và trí thông minh cảm xúc lại tuyệt vời là có thể dạy được và dạy rất tốt trong giai đoạn khi đứa trẻ còn nhỏ. Và vì thế, với Pantado, chúng tôi đã lựa chọn đưa trí thông minh cảm xúc vào để dạy trong chương trình tiếng Anh. Điều này sẽ khiến cho một em bé vừa được học tốt tiếng Anh, vừa được phát triển về trí thông minh cảm xúc. Bố mẹ cũng không cần phải băn khoăn gửi con đến các lớp học kỹ năng sống hoặc đặt ra câu hỏi là mình sẽ dạy trí thông minh cảm xúc cho con như thế nào. Các bạn yên tâm là với chương trình này, mỗi một buổi học sẽ được lồng vào từ 3 đến 5 phút khiến cho em bé hiểu và cảm nhận điều đó, giống như việc tập luyện cho trí não mỗi ngày, khiến cho các bậc cha mẹ cũng sẽ nhẹ nhàng, vui vẻ và hạnh phúc hơn với quá trình học của con. Đây có lẽ là chương trình đầu tiên và duy nhất ở các trung tâm tiếng Anh Việt Nam. Và với hệ thống Anh ngữ Pantado trực tuyến hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi đã mới mẻ đưa điều này vào và đã thử nghiệm trên một số lượng học sinh lớn và thu được kết quả vô cùng khả quan. Các bố mẹ nếu quan tâm tới chương trình tiếng Anh, đồng thời với đó là dạy về trí thông minh cảm xúc cho con, thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ với những kết quả đạt được, thậm chí còn vượt lên cả sự kỳ vọng của chính các bạn nữa.